Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Khi đối mặt với những sinh mệnh yếu thế, hãy nhớ rằng bản thân chúng ta cũng rất nhỏ bé. Lánh nạn. Trong tai nạn gợi cho chúng ta ý hay. Đâu vậy mẹ? Con muốn đi về nhà. Về nhà hả? Chúng ta không về nhà được con à. Trời mưa đổ mưa lớn như thế này, phá hỏng nhà của chúng mất rồi. Tiểu Bảo, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi lên trên núi để tránh mưa thôi. Đợi cho cơn bão này đi qua rồi tính con à. Mẹ ơi, ông trời sao lại hư như vậy hả mẹ? Vừa làm giông gió lại vừa làm mưa xuống, con người chúng ta còn có cách gì nữa chứ? Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, té có đau lắm không con? Đau quá mẹ ơi, con ghét ông trời. Tiểu Bảo ngoan, phải dũng cảm lên con, chúng ta sẽ không khóc.
Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Con, thằng nhỏ này, con đang làm gì vậy? Mẹ, mẹ ơi, đừng có đánh con. Tiểu Bảo ngoan nào, Tiểu Bảo đừng khóc. Con hãy nghe mẹ nói nè, con thấy đó, mới hồi nãy trên con đường đi tới đây, không phải là con nói con ghét ông trời thổi giông gió đổ mưa to, khiến nhà của chúng ta bị nhấn chìm trong nước sao? Nhưng giờ con làm như vậy đối với mấy con kiến, thì không phải cũng giống như ông trời đã làm với chúng ta sao? Con nhìn xem là chúng nó đang dời nhà để tránh mưa, nhưng con lại đi vừa thổi vừa chế nước vô chúng, nhất định là chúng nó đang rất căm phẫn con. Xem kìa, sao Tiểu Bảo của chúng ta lại hư như thế, con thấy có đúng không? Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Chiến ơi, mau lại đây tránh mưa đi. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.